cũng dưới hầm gây khói lửa. Cái hát có hay không mà sống tù sao lo. Ta thường thì nói là hát dở sống tù lâu á. Yeah, càng ngày lớn tuổi thì chữ càng xa mình, thiếu điều để dưới đất để đọc, nhưng mà sao có để trên đây dễ hơn. Hồi nãy ban nhạc thì 4-5 người cho nên đánh to quá, và cái đàn cổ nhạc thì nó không có to lắm, cho nên xin mở lớn tí xíu nha. Xin mở cho cái đàn lớn chút xíu để mà hòa với tiếng ca. Phật mà kiến